Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ thước dây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vòng tay. Và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ thước kẻ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ thước cuộn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ bốn thứ nhất đầu là tiền nhé. Rồi bốn thứ nhất đầu là tiền thứ gì mà chúng nó đầu tiên là mình xỏ màu xanh nha. Kiểm tra cho quý nha, chị nó là phải không? Nghe chưa? Sợ hạt chữ. Mọi người ơi đây nha. Bây giờ mình sẽ sợ màu vàng nhé. Giờ mình xỏ màu hạt chữ màu đỏ và màu cam nha. Giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu hồng nhé mọi người. Sau màu hồng mình sẽ xỏ đến màu xanh. Có rồi ạ.
đâu ấy. Đúng rồi. Cái bản thân cơm dư dấu về trong cái đát này. Mẹ cô ta bỏ mở ra sau. Dạ. Trong cơm hôm qua, hôm qua cả bỏ đi mở ra kia sau. Tại nó vẫn mở ra thôi. Chia sẻ và đăng ký kênh nha. Chị ăn mấy cái?